biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến ngành cà phê. Đâu sẽ là giải pháp về kỹ thuật canh tác và chăm sóc cây cà phê hiệu quả, bền vững, chi phí tiết kiệm, an toàn cho các vườn cà phê Tây Nguyên? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng ngày 10 tháng 3 năm 2024. Phân bón đầu châu và đồng hành của nhà nông.